Xin chào các em, mời các em đọc sách với cô Hạnh và Bambi. Bu bu nhận lỗi. Bu bu nhận lỗi. Không biết mẹ để phần bánh quy của mình ở đâu nhỉ? Có trên bàn không? Không có. Có phải ở đằng sau hũ kia không nhỉ? Ồ, cũng không có nốt. Hình như ở trên này. Đúng rồi. Ôi, nó rơi. Mình sơ ý quá. Ai làm vỡ hũ bánh quy? Bé Bi, con có làm vỡ hũ bánh không? Dạ, không. Không phải con. Bu bu, có phải con không? Không, không phải con. Mẹ sẽ không dọn bữa ăn tối khi một trong hai anh em con chưa chịu nhận lỗi. Tại sao mình cảm thấy khó chịu trong lòng? Mình đã nói dối mẹ. Nếu biết sự thật, mẹ có la mình không? Mẹ ơi, con đã làm vỡ hũ bánh. Con xin lỗi mẹ. Bu bu, ngoan lắm. Con đừng sợ khi phải nhận lỗi, con à. Nào, lại đây. Mẹ thưởng hai con thật nhiều bánh. Hết rồi. Cảm ơn các em. Tạm biệt và hẹn gặp lại.